Xin chào quý vị và bà con. Trong 2 ngày tới, Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng, với nhiệt độ thấp nhất trên toàn vùng phổ biến từ 12 cho đến 15 độ, vùng núi từ 9 cho đến 12 độ, vùng núi cao có nơi thấp hơn. Riêng khu vực vùng núi cao thì cần đề phòng nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Vào ban trưa, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 21 cho đến 24 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi cao hơn. Đối với Trung Bộ, trong 3 ngày tới, các tỉnh Bắc và Nam Trung Bộ, thời tiết chủ đạo là trạng thái không mưa, ngày nắng hanh. Riêng khu vực Trung Trung Bộ, do tác động của đới gió Đông Bắc tầng thấp kết hợp với địa hình nên có mưa rải rác. Tuy nhiên, lượng mưa không quá lớn, phổ biến từ 5 cho đến 10mm. Trong 3 ngày tới, tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ khá ổn định, với thời tiết chủ đạo là trạng thái có nắng vào ban ngày. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của bà con nơi đây. Tuy nhiên, bà con cần lưu ý vào trưa chiều, độ ẩm sẽ giảm thấp, nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng cháy nổ, hỏa hoạn, đặc biệt là ở những nơi dân cư đông đúc, khu vực chợ, sản xuất kinh doanh nên hết sức chú ý đề phòng. Thưa bà con, các loài cây ăn trái như cam, bưởi, mận, mãng cầu, quýt có đặc trưng chung đều là những loài cây trái có vị ngọt mọng nước nên thu hút nhiều loại côn trùng đến hút trích gây hại, nặng nhất là ruồi vàng. Nhằm giúp cây quýt hồng phát triển tốt và tránh sự gây hại của côn trùng, nhất là ruồi vàng đục trái, giảm tối đa lượng thuốc bảo vệ thực vật, nên hiện nay một số nhà vườn trồng quýt hồng ở Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã làm nhà lưới để bảo vệ vườn cây, ngăn ruồi vàng. Qua so sánh với những vườn canh tác bình thường, nhà lưới có hiệu quả tích cực trong việc bảo quản vườn cây trồng quýt hồng, giúp vườn cây kiểm soát độ ẩm, từ đó các tác nhân gây bệnh vàng lá, thối rễ ít có cơ hội để phát triển. Đặc biệt, hạn chế tối đa rụng, nứt trái do ruồi vàng gây ra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con. Xin chào và hẹn gặp lại.